Mày quá. Thế cái chua này không có ấm nghe được nhỉ? Ấm nghe. Cái chua cả tầng 4 là cháu lại đi vắng. Hôm nay ông lại đi ở quán. Hôm nay bà nó vợ chồng nhật chí. Mày trao nhớ chứ. Đây là hả? Cháu mà vào đây là chị đi với cả máy nhà mình được đến thì có đi đây này nè. Đây là tay phòng chủ hóa của bác Trung đấy. Đây, đây. Đây. Đó, đông rồi, bóng đâu, bóng đâu. Ừ, diễn luôn váy đi rồi. Bà mua cho cháu đi đấy. Để đây xin xin. Bà mua cho cháu đi. Đó. Nào con ơi, con Trung kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Nào con không ăn được đâu nhá. Ăn là ho thì sao?